Nên là một cái loa nào mà mọi người thấy maximum SPL của nó mà thông số nó ghi, nếu mà chuẩn á, mà nó ghi 128 dB, tức là loa đó công suất nó đến 700W và độ lớn nó gấp đôi con này. Đó, nó khủng khiếp như vậy á. Nên là những cái thông số này mọi người để ý cái thông số này này, nó chênh nhau 1-2 dB thôi là chênh nhau nhiều dữ lắm rồi á. Đó. Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người nha. Mình là Khánh. Thì đề tài hôm nay thì mình sẽ giải thích các ý nghĩa thông số được ghi trên cái loa nói chung và những cái loa karaoke nói riêng. Thì để mọi người có thể nắm thêm ý nghĩa các thông số này, để mọi người có thể lựa chọn cho mình một cái loa nó đúng với nhu cầu, đúng với mục đích sử dụng của mình. Bắt đầu thôi. À quên, mình chưa nói là trước khi mà mình bắt đầu clip này á, thì mình mọi người giả sử cho mình là tất cả các thông số mà mình lấy trên thông số kỹ thuật của hãng á, mình lấy xuống mình giả dụ nó là hoàn toàn chính xác mọi người nha. Thứ hai nữa là mình sẽ lấy thông số bằng tiếng Anh, bởi vì là tại vì một có một số những cái thuật ngữ bằng tiếng Anh thì mình cũng không biết gì là tiếng Việt nó như thế nào, thì mình sẽ sử dụng tiếng Anh cho nó đúng với ý nghĩa của cái thông số đó. Rồi ok, bắt đầu thôi. Thì cái sản phẩm hôm nay mình làm mẫu đi ha, cho cái video clip này sẽ là cái sản phẩm mới về mà tụi mình mới nhập về được á, là cái sản phẩm JBL KP4012G2 ha. Thì bình thường thông số kỹ thuật thì mình sẽ thường hay lấy trên cái website JBL RO này, là cái website chính hãng của bên nhà JBL luôn. Thì mình sẽ search đây, 4012 đây ha. Đó thì nó ra đây ngay đây luôn, là JBL model mới nhất KP4012. Đó. Thì khi mọi người vô những website như thế này thì thông số kỹ thuật nó cũng tương đối chính xác một xíu để cho mình tham khảo. Rồi thông số kỹ thuật spec đây là thông số kỹ thuật đây ha. Rồi mình sẽ giải thích cho mọi người từng thông số kỹ thuật trên cái loa này, và mình sẽ có một số đánh giá sơ sơ về em nó thì để mọi người tham khảo luôn. Đầu tiên là cái system tai này, tức là cái dạng loa đó, cái định dạng của loa 12 cái phẩy là 12 inch nha. 12 inch tức là nó bằng 30 cm á, tức là giống kiểu của mọi người là nghĩ là cụ loa bass 30 á. Đó, Việt Nam hay xài là cụ loa bass 30 á, thì cái 12 inch này nó sẽ gần bằng 30 cm này. Đó. Rồi two way tức là loa hai đường tiếng nha. Bass reflect này tức là cái mặt của bass á, nó xoay ra phía trước nha mọi người. Mọi người sẽ để ý chẳng hạn như những cái súp á, có những cái súp mà nó cái mặt bass mà nó quay vô trong hoặc nó quay xiên á, thì nó gọi là súp pan bass. Còn những cái bass reflect này tức là cái củ bass nó xoay ra phía trước mặt mình, đó, nó gọi là bass reflect. Rồi. Tiếp đến phần frequency range này. Cái frequency range này tức là cái dải tần số đáp ứng của loa mà trên lý thuyết. Còn cái frequency response này mới là cái mà mình quan tâm nè. Cái thông số này mới là cái thông số mình quan tâm nè. Đây là cái thông số thực tế của loa mà mình có thể nghe được nha. Thế còn cái số này á, là mình nhiều khi nó phát ra tiếng được nhưng mà mình không nghe thấy đâu mọi người ạ. Thì cái frequency response này mới là cái đúng cái thông số kỹ thuật của nó. Thì cái loa này đánh chỉ xuống được đến 80Hz thôi. Tức là sao? Theo mình đánh giá 80Hz rất là cao. Tức là cái loa này cái tiếng trung rất là nhiều, tiếng bass nó không có mấy, nó không có tiếng bass, không có sâu, không có lực. Đó, nhưng mà nó sẽ thiên trung nhiều hơn. Đó, có nghĩa là mình hoàn toàn chưa nghe sản phẩm này nhưng mà dựa trên thông số này là mình đã nắm được một phần được cái tính chất của loa này rồi. Đó. Cái sensitivity này tức là độ nhạy nha mọi người, sensitivity mà 97.5 này là khá cao này. Một cái loa karaoke mà có sensitivity từ 98 đến 100 là rất cao. Và cái độ nhạy này tức là sao? Độ nhạy này càng cao tức là khi mà độ nhạy càng cao tức là loa mà nó đánh càng lớn á. Mọi người cứ hiểu nôm na là như vậy. Sensitivity độ nhạy tức là loa cái số này càng to tức là khi mình cho một cái công suất, ví dụ như mình cho một ví dụ cơ bản nhá, ví dụ như một cái loa có độ nhạy là 98 dB so với một cái loa có độ nhạy là 95 dB, thì nếu mà vặn cùng một mức công suất thì cái loa 98 dB nó sẽ có độ lớn, nó phát ra nó sẽ lớn hơn cái loa 95 dB. Đó, thì mọi người để ý nha, cái thông số này cũng rất là quan trọng đối với loa này. Loa mà có nhạy hay không, mà nó có đỡ tốn âm ly hay không, đỡ tốn công suất hay không là do cái số này nè. Đó.
nominal impedance này là cái trở kháng nha, trở kháng của loa đấy là 8 ohm. Cái trở kháng này thì nó hơi phức tạp một tí, thì mọi người chịu khó nghe giùm mình nha. Cái trở kháng này khi mà 8 ohm tức là sao? Tức là cái trở kháng tức là cái độ chặn của cái âm, của cái công suất á. Mỗi loa, mỗi cái cuộn dây đồng, vì trong loa nó có dây đồng, nó cái cuộn mà, thì khi mà dòng điện, khi mà cái công suất của từ cục đẩy đi ra, đi qua loa, nó sẽ có bị chặn lại một tí đó, bởi cái ohm này, 8 ohm này. Thường thì những cái loa mà loa sấp á, người ta cần đánh nó lực hơn á, thì người ta sẽ thường làm cái trở kháng này nó ở mức 4 ohm thôi, có nghĩa là nó bớt cản trở đi thì cho đánh cái tiếng bass nó lực hơn đó. Nhưng mà ngược lại có những cái loa nó sẽ làm cái trở kháng đến 16 ohm đến 32 ohm, mà mọi người sẽ thường thấy ở những cái loa như là loa lắp quán cà phê á mọi người. Lắp quán cà phê thì thường người ta hay làm 16 đến 32 ohm. Lý do là sao? Lý do là này nó cũng thuần vật lý thôi. Thì mà khi mà mọi người lắp ghép song song hai cái loa với nhau thì trở kháng của toàn bộ hai cái loa đó nó sẽ giảm đi một nửa. Đó, thì khi đó thì hạn như mọi người có hai cái loa 16 ohm, mọi người lắp song song với nhau thì cái trở kháng của loa nó sẽ còn 8 ohm thôi. Mà khi và lắp nếu mà lắp 4 cái thì nó chỉ còn 4 ohm thôi. Mà mọi người biết rồi đó, nếu mà cục đẩy á, mà cái công suất á, ở 8 ohm nó tầm, mình ví dụ nó là 500W ở 8 ohm đi ha, thì khi ở 4 ohm bình thường nó sẽ gấp đôi lên. Đó, thì nếu như làm như thế, nếu mà lắp song song như thế thì nó sẽ rất là lợi cho công suất và nó đỡ tốn âm ly. Đó, thì cái trở kháng nó là một cái trở kháng này là ý nghĩa nó là như vậy. Rồi, tiếp đến cái phần maximum SPL ha, maximum SPL tức là cái độ lớn tối đa. Cái độ lớn tối đa này cũng khá quan trọng nè, là một trong những thông số quan trọng mà mọi người cần lưu ý cho mình nè. Cái maximum SPL này là nó đo được cái độ lớn loa có thể đánh ra. Mọi người cứ tưởng tượng nha, cái số dB này nó không đơn giản, nó chỉ chênh nhau một hai số thôi là nó chênh nhau rất nhiều nha mọi người. Mọi người cứ tưởng tượng một cái loa, chẳng hạn như loa này đi ha, nó đang có công suất là 350W đi ha. Đánh độ lớn nó là 125 dB. Nhưng mà hai cái loa như thế này, tức là công suất nó gấp đôi lên là 750W. Nhưng mà độ lớn hai cái loa phát ra nó cũng chỉ là 128 dB, tức là hơn 3 dB thôi. Đó, chỉ có hai gấp đôi công suất mà nó chỉ lên được 3 dB thôi nha mọi người. Đó, thế nên là một cái loa nào mà mọi người thấy maximum SPL của nó mà thông số nó ghi, nếu mà chuẩn á, mà nó ghi 128 dB, tức là loa đó công suất nó đến 700W và độ lớn nó gấp đôi con này. Đó, nó khủng khiếp như vậy á. Nên là những cái thông số này mọi người để ý cái thông số này nè, nó chênh nhau 1-2 dB thôi là chênh nhau nhiều dữ lắm rồi á. Đó, ở dưới thì là ấy thôi, ở dưới là công suất thôi. Công suất thì continuous, tức là cái công suất liên tục, là cái công suất đúng nhất mà mọi người cần quan tâm. Công suất mà liên tục tức là gọi là trạng thái hoạt động liên tục của loa đó, có nghĩa là cứ hoạt động trong thời gian dài thì nó chỉ được 350W thôi. Rồi gam tức là công suất đỉnh rồi nè, công suất maximum của nó nè là 700W, trên lý thuyết được 700W, và công suất đỉnh của nó là 1400W. Cái công suất đỉnh này thật ra là 1400W, nhưng mà cái loa nó chỉ chịu được chắc chưa đến 1 giây cái công suất này thôi. Có nghĩa là chẳng hạn như những tiếng kích, những tiếng gì đó rất là lực á, thì đó, thì đánh một cái bụp một cái là thu về liền á, thì nó là 1400W đó. Thì còn mà bình thường, nếu mà cứ mở bình thường trong thời gian dài á, thì công suất của loa nó chỉ là 350W thôi mọi người ha. Rồi nó đến thông số tiếp theo nha. Thông số tiếp theo là cái, đây là góc phủ loa này. Góc phủ loa 70 đến 100 độ tức là sao? Cái này là horizon, cái này là vertical này. Horizon tức là sao? Horizon tức là cái chiều ngang á mọi người. Horizon là chiều ngang và vertical là chiều dọc nha. Đó, tức là cái loa này, cái góc phủ ngang của nó chỉ có 70 độ thôi. Tức là góc phủ khá hẹp nha. Góc phủ của JBL này khá hẹp nếu so với những cái loa mà bình thường á. Thì có những cái loa bình thường góc phủ nó sẽ tầm 90 đến 100. Còn góc phủ 70 này là khá là hẹp. Tức là sao? Tức là cái vị trí ngồi của mình phải đối diện loa thì nó mới ra được hết chất âm của nó. Chứ còn mình ngồi mà hơi lệch quá một xíu là nhiều khi là
nó bị suy heo, nó không còn đúng chất âm nữa rồi. Đó, cái vertical này là cái góc phủ dọc, thì đấy nó ảnh hưởng đến khi nào mình treo loa thôi, hoặc là mình khi mình đứng hay mình ngồi thôi. LF driver tức là low frequency chứ không có gì đâu. LF driver là low frequency driver, tức là cái củ mà tái tạo âm trầm. Thì ở đây thông số của nó là một củ loa nhân 12 inch 30 cm, củ woofer 2.5 inch void coil, nó tầm 6.5 cm á. Củ từ ferrite. Cái void coil này, tức là cái void coil này á, nếu mà cái củ loa nào mà void coil càng lớn á thì cái độ chịu tải nó càng nhiều nha mọi người. Có nghĩa là cái nói chung là cái coil này càng lớn này, dù như 3 inch củ coil nào mà củ coil nó 3 inch á, là cái chịu tải, cái độ chịu tải nó lớn hơn, chịu được công suất nhiều hơn á. Đó. Ferrite tức là cái nam châm thường thôi. Ferrite magnet là cái nam châm thường, nam châm ferrite. HF này là củ đánh dạy mid chép nè, cái củ chép của nó nè. Thì ở đây nó sẽ được trang bị một cái củ chép, nó có mã số đàng hoàng luôn là củ 2408H. Thì cái củ này thì mọi người có thể search Google ra thông số của củ luôn ha. Thì củ nó có voi coi là 1.5 inch, cũng khá ok. Và cái này là xài từ neo nha, từ neo là từ hiếm. Có nghĩa là cái từ này nó sẽ nhẹ hơn cái từ này, và mà lực hút lại tốt hơn, công suất nó ra nhiều hơn. Nên là nhiều khi mọi người để ý loa mà từ neo á, nhiều khi là nó còn nhẹ hơn cái loa mà từ ferrite nha. Nên là không phải là loa nào nặng mới xịn đâu, nhiều khi loa xịn nó nhẹ hơn loa bình thường á. Đó. Rồi dưới này thì là người ta nói về cái connector, tức là cái kết nối, kết cấu vô loa, cái kết nối vô loa thôi. Thì có nó xài jack neutral đàng hoàng luôn nè. Jack neutral speakcom thì nó là cái jack gọi là đỉnh cao nhất của trong dòng sắt speakcom rồi, đi thị trường rồi. Dưới này tiếp đến là cái construction của loa, tức là cái kết cấu, cái cấu trúc của cái hình dạng của loa. Thì từ này nghĩa là hình thang nè, có nghĩa là cái loa nó hình thang. Đây là độ dày của cái thùng loa, và gỗ là plywood là gỗ ván ép. Đó, thông số rất đầy đủ. Rồi dimension với netway thôi, là có nghĩa là cái trọng lượng với cái kích thước của loa thôi. Hai cái thông số này thì thật ra thì mọi người sẽ cần lưu ý nó khi nào mà mọi người để mọi người lắp đặt vào trong nhà, mọi người để ý xem là kích thước của loa nó như thế nào, nó dài quá không hay nó bự quá không so với cái nhà mình. Thì mọi người cứ nhìn vào cái thông số này là mọi người biết được, mọi người tưởng tượng ra được cái loa khi nó lắp vào nhà mình nó sẽ như thế nào. Và cái này là trọng lượng loa thôi. Đó, thì vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người hết các thông số kỹ thuật cơ bản của loa. Và đây mình ví dụ là cái loa này là loa passy nha mọi người. Đó, đây là loa passy nha. Loa passy tức là loa không có công suất, nên là nó sẽ không có cái phần công suất trong này, nên nó sẽ một số mọi người mà mọi người thấy cái những cái dòng acti á, nó sẽ có thêm một số phần thông số về cái âm ly trong này nữa. Nhưng cái loa này thì nó không có. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi có thể giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về các tính chất của loa, các thông số kỹ thuật của loa, để mình có thể lựa chọn cái sản phẩm cho nó đúng với nhu cầu, với mục đích sử dụng của mình. Thì nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha, để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, tạm biệt mọi người.